Thị trường bất động sản vẫn đang duy trì trạng thái trầm lắng. Thời gian qua thì hàng loạt các thông tin giao bán bất động sản trên tất cả các phân khúc từ nhà liền thổ, chung cư, đất nền. Tuy nhiên thực tế lại có rất ít giao dịch thành công. Vậy nguyên nhân là do đâu? Lý giải hiện tượng này, các chuyên gia cho rằng giao dịch nhà đất sở dĩ khó thành công do kỳ vọng giữa người bán và người mua vẫn còn nhiều chênh lệch. Theo thống kê sơ bộ từ thị trường của bản tin nhà đất và đầu tư, 42% người bán muốn bán bất động sản với mức lợi nhuận cao hơn giá mua vào ít nhất 10%. 38% nhà đầu tư chấp nhận bán ra với lợi nhuận chênh lệch từ 2 đến dưới 10%. Khoảng 16% chấp nhận giảm giá từ 5 đến 20% để thoát hàng. Tỷ lệ nhà đầu tư chấp nhận mức giảm giá trên 20% chỉ rơi vào khoảng 3%. Trong khi đó, người mua nhà lại chỉ muốn xuống tiền khi bất động sản giảm giá sâu. Cụ thể, 65% người mua chỉ xuống tiền tham gia mua bất động sản nếu giá giảm sâu. Số còn lại thì không có kế hoạch mua do khó vay vốn và giá nhà cao vượt khả năng thanh toán. Chính điều này đã khiến cho thị trường duy trì trạng thái trầm lắng kéo dài.